第二十六部是阿难十方世界诸菩萨众位于三里极乐世界无量寿佛各以香花传方宝该晚ngày Phật sở cung kính đúng dường thân thọ kinh pháp tuyên bố đạo hóa xứng tán Phật độ công đức trang nghiêm nhị thời Thế Tôn tức thuyết tụng viết tôn phương chư Phật sát thấu như hằng sa Bồ Tát chúng. Nam Tây Bắc Tứ Duy Thường Hạ Diệu Phục Di Hành Diệu Tôn Trọng Tâm Phụng Chư Chân Diệu Quân Hiếu Pháp Hòa Nhã Âm Ca Tháng Tối Thánh Tôn Du Nhập Thẩm Pháp Môn Văn Phật Thánh Đức Danh An Hộn Đắc Đại Lợi Chủng Chủng Cúng Dường Trung Cần Tu Vô Dạy Quyền Quán Bị Thù Thắng Sát Vi Diệu Năng Tư Nghị Công Đức Phổ Trang Nghiêm Chư Phật Quốc Đăng Tị Nhân Pháp Vô Thượng Tâm Vi Tiếu Hiện Kim Dung Quang Minh Tùng Cổ Xuất Biến Chiếu Thập Phương Quốc Hội Quang Hoàng Nhiễu Phật Tam Tát Tùng Đảnh Nhập Bồ Tát Kiến Thử Quan Tức Chân Bất Khoái Vị Phật Ngữ Phạm Lôi Chân Phát Ám Xíu Diệu Thanh Thập Phương Lai Chánh Sĩ Ngô Tất Tri Bị Nguyện Chí Cầu Nghiêm Tịnh Đồ Thọ Ký Đương Tác Phật Giác Liệu Nhất Thiết Pháp Do Như Mộng Nguyện Hưởng Tri độ như ảnh tự hàng pháp hoàng thể tâm cứu cánh Bồ Tát đạo cụ chư công đức bổn tu thắng Bồ Đề hạnh thọ ký đương tác Phật thông đạt chư pháp tánh. Tất thành như thị sát văn pháp nhà thọ hành đắc chí thanh tịnh xứ tất ư vô lượng tôn thọ ký thành đẳng giác vô biên thù thắng sát kỳ Phật bổ nguyện lực quan danh dục bản sanh tự trí bất khóa chuyển. Phổ niệm độ nhất thiết các pháp bồ đề tâm xả bị luân hồi thân cô linh đăng bị ngàn phụng sự vạn ức Phật phi hóa biến chư sát cung kính hoan hỷ thứ hoàng đạo an dựng quốc ca tháng Phật đất đệ nhị thập thất. Thừa Phật uy thần ư nhất thực hoạnh phục bản thập vương vô biên tình sát cúng dường chư Phật hoa hương tràng phan cúng dường chi cụ ứng niệm tất chiếu cha hiện thủ trung trân diệt thù đặc phi thế sư hữu dị phụng chư Phật tập Bồ Tát chúng kỳ sở tán hoa tất ư không trung hiệp vi nhất hoa hoa giai hướng hạ. Bả thi quán sát 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 dị hương hương khí phổ hơn cái chi tiểu dạ mạng thập do tuần như thị chuyển bồ nạ chi biến phú tam thiên đại thiên thế giới tùy kỳ tiền hậu dị thứ hóa một. Tân hoa trùng tán tiền sở tán hoa chung bất hụt lạc. Cộng tố thiên nhạc dĩ vi diệu ông ca tháng Phật đức kinh tu du gian hoàng kỳ bổn quốc đô tất tập hồi thất bạo giảng đường vô lượng thờ Phật tắc vị quảng tuyên đại giáo diện sớm diệu pháp mạc bất hoan hệ tâm giải đắc đạo tức thời hương phong suy thất bạo thù xuất ngụ âm thanh vô lượng diệu hoa tùy phong tứ tán. Nhất thiết chư thiên nhai tê bá thiên hoa hương bạn chủng chỉ nhạc cúng dường bị Phật cập chư Bồ Tát thanh văn chi chúng tiền hậu vạn lai hy di khoái lạc thử giai vô lượng thọ Phật bổn nguyện gia uy. Vô khuyết giảm cố thiện tu tập cố thiện nhiếp thủ cố thiện hành tự cố đại sĩ thần quan đệ nhị thập bát Phật cáo A Nan bị Phật quốc trung chư Bồ Tát chúng. Kiệt thỉnh bác phương thường hạ khứ la hiện tại chi sự chư thiên nhân nhân nhị cập quyên phi nguyện động chi loại tâm lý thiện ác hậu sợ dục ngôn hà thời độ thoát đắc đạo bản sanh gia dự tri chi hữu vị Phật sát chư thanh văn chúng thân quan nhất tầm Bồ Tát quang minh chiếu bá do toàn hữu nhị Bồ Tát tối tôn đệ nhất. A Nan bạch Phật kỳ nhị Bồ Tát kỳ hiệu Vân Hà Phật ngôn nhất danh Quán Thế Âm nhất danh Đại Thế Chí nữ nhị Bồ Tát ư ta bà giới tu Bồ Tát hạnh bản sanh biệt quốc. Vô lượng Phật sở tùy tâm tác đáo hiện cư thử giới tác đại lợi lạc thế gian thiện nam tự thiện nữ nhân nhược hữu cấp nạn phụng bố đảng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát vô bất đắc giải thoát dạ nguyện lực hoàng thâm đệ nhị thập cử. Vị lai nhất thiết Bồ Tát giai đương cứu cánh nhất sanh bộ xứ. Vị độ quần sanh tác sư tự hóng hoàng đại giáp trụ dĩ hoàng thể công đức nhi tự trang nghiêm tuy sanh ngũ trượt ác thế thì hiện đồng bị trực chí thành Phật bất thọ ác chú. Thường thức túc mạng vô lượng thọ Phật ý dục độ thoát thập phương thế giới chư chúng sanh loại gia sự bản sanh kỳ quốc tất linh đắc đê hoàng đạo tác Bồ Tát giả linh tất tác Phật ký tác Phật dị chuyển tương giáo thọ. Thập phương thế giới thanh văn Bồ Tát chư chúng sanh loại sanh bị Phật quốc đắc đê hoàng đạo đương tác Phật giả bất khả thân số bị Phật quốc trung thực như nhất pháp bất vi tăng đa sở diệu giả hàng do như đại hải vi thủy trung vương. Đô nhập hải trung thị đại hệ thủy ninh vi tăng giảm bác phương thượng hạ Phật quốc vô số a mi đạo quốc trường cổ quảng đại minh hạo khoái lạc. Bốn vị vi bồ tát thời. Vô lượng thọ Phật. Bác phương thượng hạ vô cùng vô cực vô đại vô lượng bất khả thân ngôn bồ tát tu trì đệ tam thập phục thứ a nan bị Phật sát trung nhất thiết bồ tát thiền định trí huệ thần thông uy đức vô bất viên mãn. Tâm nhập chánh huệ vô phục dư tập. Thất giác thánh đạo tu hành ngũ nhãn chiếu chân đạt tột nhục nhãn dẫn trạch thiên nhãn thông đạt pháp nhãn thanh tịnh huệ nhãn kiến chân.
绝了法性见财种子。từ tại vô ngại thiện giả thế gian vô biên phương biện sở tu hành đế thâm nhập nghĩa vị độ chư hữu tình diễn thế chánh pháp vô tướng vô vi vô phượng vô thoát vô chư phân biệt biển ly điên đạo ư sở thọ dụng giai vô nhiếp thủ biết chư phật sát vô ái vô yếm diệt vô hy cầu bất hy cầu tượng diệt vô biển ngạ vi oán chi tượng hà dị cố bị chư bồ tát ư nhất thiết chúng sanh sở ly nhất thiết chấp trước thành tựu vô lượng công đức dị vô ngại hoài giải pháp như như thiện tri tập diệt âm thanh phương tiện bất hơn thế ngự nhào tài chính luận tri nhất thiết pháp tất giai không tịch cửu cánh nhất thừa chỉ ưu bị ngàn quyết đoạn nghi vọng chứng vô sở đắc dĩ phương tiện trí tăng tượng liệu tri tùng bổn dĩ lai an trụ thần thông đắc nhất thừa đạo bất do tha ngộ chân thật công đức đệ tam thập nhất bồ đề cao quảng dụ nhược tu di tự thân uy quan siêu ưu nhật nguyệt kỳ tâm thiết bạch do như tuyết sơn nhẫn nhục như địa chất thiết bình đẳng thanh tịnh như thủy tẩy chư trần cấu xí thịnh như hỏa thiêu phiền não tân bất trước như phong vô chư chứng ngại vô cam lộ pháp dựng chúng sanh cố khoáng nhược hư không đại từ đẳng cố như tịch ly hoa ly nhiệm ô cố như ni cô thụ phủ ấm đại cố như kim can sự phá tà chấp cố như thiết vi sơn chúng ma ngoại đạo bất năng độc cố giới nhược lô ly nội ngoại minh thiết kỳ sở ngôn thiết linh chúng diệt phục thần tình ôn hòa tịch tịnh minh sát điều phục từ tha dẫn đạo quần sanh giả chư ái trước vịnh ly tâm cấu du hí thần thông nhân duyên nguyện lực xuất sanh thiện căn tội phục nhất thiết ma quân tôn trọng phụng sự chư phật vi thế minh đăng tối thắng phước điền thù thắng kiết tường tham thọ cúng dường hết diệt hoan hỷ hùng mạnh vô ý thân sắc tướng hạ công đức biện tài cụ túc trang nghiêm sở cộng xưng tái vô cánh bồ tát chư ba la mật nhi thường an trụ bất sanh bất diệt chư tam ma địa hành biến đạo tràng biển nhị thừa cảnh a nan ngã kim được thiết bị cực lạc giới sở sanh một tất gia như thị nhược quản thuyết giả bá thiên bản kiếp bất năng cùng tận thọ lạc vô cực đệ tam thập nhị phật cáo di lặc bồ tát chư thiên nhân đẳng vô lượng thọ quốc thanh văn bồ tát công đức trí huệ bất khả xưng thiết hữu kỳ quốc độ di tiệu hà bất lực vi thiện niệm đạo chi tự nhiên xuất nhập cúng dường quán kinh thành đạo hỷ lạc cửu tập tâm bất trung hồi ý vô giải thời ngoại nhược trì hoãn nội độc sự cấp dung dung hư không thích đắc kỳ trung trung biểu tương ưng tự nhiên nghiêm chỉnh kiểm liệm đoan trực thân tâm thiết tịnh vô hủ ái tham cầu đạo hòa chánh bất ngộ khuynh tài tùy kinh nước lệnh đất cảm tra trực dược ưu thần mặt hàm mưu tạo mộ vô hữu ưu tư tự nhiên vô vi hư không vô lập đạn an vô dục tác đắc thiện nguyện tận tâm cầu sách hàm ai từ mận lễ nghĩa đô hiệp bao la biểu lý quá độ giải thoát tự nhiên bảo thủ chân chân thiết bạch chí nguyện vô thượng tình định an lạc nhất đáng khai đạt minh trì tự nhiên trung tự nhiên tướng phạm biên quốc đơn thần thất bạo hoành lãm thành bạn vật quan tinh minh cô xuất thiền hảo phù vô tỷ trứ ưu vô thường hạ động đạt vô biên tế nghi các cần tinh tấn nội lực tự cầu chi tất đắc siêu tuyệt thứ vạn sanh vô lượng thanh tịnh a mi đà phật quốc hoành tiệt ư ngũ thú ác đạo tự bế tắc vô cực chiêu thắng đạo kỳ quốc bất nghịch vi tự nhiên sở khiên tùy quyên chiến nhược hư không cần hành cầu đạo đức khả đắc cực trường sanh thọ lạc vô hữu cực hà vi trước thế sự nao nao ưu vô thường khuyến dụ sách tấn đệ tam thập tam thế nhân cộng tranh bất cấp chi phụ cần thân danh phụ dĩ tự cấp tế tôn ti bần phú thiếu trưởng nam nữ lụy niềm tích lự vi tâm tậu sự vô điền ưu điền vô trạch ưu trạch quyến thuộc tài vật hữu vô động ưu hữu nhất hiệu nhất tư dục tề đẳng thích tiểu phù hữu thị họa đạo tạc oán gia trái chủ phần phiêu kiếp đà tiêu tán ma diệp tâm sa ý cố vô năng tốn xạ mạng chung khí quyên bần phủ đồng nhi ưu khổ vạn đoan thế gian nhân dân phụ tử huynh đệ phu phụ thân thuộc đương tương kính ái vô tương tăng tật hữu vô tương thông vô đắc tham đích ngôn sắc thường hòa mà tương vi lệ hoặc thời tâm tránh hữu sở khỏe nộ thế gian chi sự cánh tư hoàng hoài tuy bất lâm thời ưng cấp tượng phá nhân tài ái dục chi trung độc sanh độc tử độc thứ độc lai khổ lạc tự đương vô hữu đại giả thiện ác báo hồi kiến vô kỳ hà bất ưu cường kiện thời nỗ lực tu thiện dục hà đại hội thế nhân thiện ác từ bất năng kiến kiến hung hòa phước tận ngu thần ám chuyển thọ như giáo vô thường căn bản ngôn minh để đột bất tính kinh pháp tâm vô biện lự các dục khoái ý mê ưu sân khỏe tam mưu tài sắc chung bất hư trị ai tai khả thương tiên nhân bất thiện vô hữu ngữ giả thù vô quái giả tự sanh chi thú thiện ác chi đạo đô bất chi tính vị vô hữu thị cánh tương chim thị thả tự kiến chi hoặc phù khốc tự hoặc tự khốc phụ huynh đệ phu phù cánh tương khốc pháp nhất tự nhất sanh điệp tương cố luyến vô hữu giải thời tư tưởng ân hạo bất ly tình dục bất năng thâm tư thục kế chuyên tinh hành đạo niên thọ toàn cận vô khả nại hà hoặc đạo giả chúng ngộ đạo giả thiểu các ngoài sát độc
Bị vọng hướng sự vi nghịch thiên đệ tử ý tội cực đốn và kỳ thọ hạ nhập ác đạo vô hữu xuất kỳ nhược tào đương thục tư kế việt ly chúng mát cạch kỳ thiện giả cần nhi hành chi. Vô khả lạc giả đương cần tinh tấn sanh an lạc quốc trí huệ minh đạt công đức thù thắng vật đắc. Huy phụ kinh giới tại nhân hậu giả tâm đắc khai minh đệ tam thập tứ. Thầm thâm thầm thiện. Giải thoát ưu khổ Phật vi pháp vương tôn siêu quần thánh quang minh triệt chiếu động đạt vô cực phổ vi nhất thiết thiên nhân chi sơ kim đắc trì Phật. Phật cáo Di Lặc kính nư Phật giả thị vi đại thiện Phật đương niệm Phật tiệt đoạn hồ nghi bạc chư ái dục độ chúng ác nguyên du bộ tam giới vô sợ quái ngại khai tị chánh đạo độ vị độ giả. Chuyện chuyện ngũ đạo ưu khổ bất tuyệt sanh thời khổ thống lão diệt khổ thống bệnh cực khổ thống cử thực khổ thống ác số bất tịnh vô khả lạc giả nghi tự quyết đoạn tẩy trừ tâm cố ngôn hành trung tính biểu lý tương ân nhân năng tự độ chuyển tương trận tế chí tâm cầu nguyện tích lũy thiện bổn. Tu du gian nhị hồ sanh vô lượng thọ quốc khoái lạc vô cực vĩnh bạc sanh tự chi khổ vô phục khổ não chi hoàng thọ thiên vạn kiếp tự tại tùy ý nghi các tinh tấn cầu tâm sở nguyện vô đắc ghi hối. Thanh bị biên đệ thất bạo thành chu mưu ngự bá tuế thọ chư ách giả ly giặc bạch ngôn hợp Phật minh hối thiên tinh tu học như giáo phụng hành bất cảm hữu nghi trực thế ác khổ đệ tam thập ngũ. Toán tâm chánh lý bất vi chúng mát thậm vi đại đất sở dị giả hà thập phương thế giới thiện đa ác thiệu dị khả khai hóa di thự ngũ ác thế gian tối vi kịch khổ. Giáo hóa quần sanh linh xạ ngũ ác khử ngũ thống liên ngũ thiêu hoàng hóa kỳ ý linh trì ngũ thiện hoạch kỳ phước đức hà đẳng vi ngũ kỳ nhất giả thế gian chi chúng sanh loại dục vi chúng ác cường giả phục dược chuyển tương khắc tập hàng hài sát thương. Bất tri vi thiện hộ thọ ứng phạt cố hữu cùng thất cô độc luân manh ám á si ác uống cùng gia nhân tiền thế bất tính đạo đức bất thẳng thắng. Trưởng nhà trí dụng tài đạt gia do túc thế từ hiếu tu thiền tích đức sở trí thế gian hữu thự mục tiền hiện sự thọ chung chi hậu nhập kỳ u minh chuyển sanh thọ thân cải hình dịch đạo cố hữu nê lê cầm thú quyên phi nhiễm động chi thuộc khí như thế pháp lâu mục. Hồn ngần mạng tinh tùy tội thú hướng sợ thọ thọ mạng hoặc trường hoặc đoạn tương tùng cộng sanh chánh tương báo thường ưng ác vì tận chung bất đắc ly chuyển chuyển kỳ trung địa kiếp năng xuất năng đắc giải thoát thống bất khả ngôn. Thiện ác hội đương quy chi kỳ nhị giả thế gian nhân dân bất thuận pháp độ xa dâm kiêu túng nhập tâm tự tứ cư thường bất minh tại vị bất chánh hạm nhân ngoan muộn tổn hại trung lương. Cơ vị đa đoan tôn tri trung ngoại cảnh tương khi cuốn sân khỏe ngu si dục tự hồ kỷ dục tham đa hộ lợi hại thắng phụ kết phận thành thù. Phủ hộ sang tích bất khẳng thí dự ái bạo tham trọng tâm lao thân cọ như thị trí cánh vô nhất tùy giả thiện ác hòa phước phi mạng sở sanh hoặc tại là xứ hoặc nhập khổ động hụ hoặc tiến thiện tăng bán bất cứ một cặp thường hoài đạo tâm. Dụng tự cung cấp tiêu tán phục thủ thần minh khắc chí chung nhập áp đạo. Chuyển chuyển kỳ trung lụy kiếp năng xuất không bất khả ngô kỳ tam giả thế gian nhân dân tương nhân kỹ sanh thọ mạng kỹ hè bất lương chi nhân đức tâm bất chánh thường hoài tà ác thường niệm dâm dật tiền mạng hôn trung tài thái ngoại dật phí tổn gia tài sự vi phi pháp sở đương cầu giả nhi bất khẳng vi hụ hoặc giao kết tụ hội hương binh tương phạt công kiếp sát lục. Chúng cộng tăng yếu hoạn nhi khổ chi như thể chi ép trước ưu nhân quỷ thần minh ký trí tự nhập tam đồ vô lượng khổ não chuyển chuyển kỳ trung lĩ kiếp năng xuất. Kỳ tử giả thế gian nhân dân bất niệm tu thiền lượng thiệt ác hậu vọng ngô miệng ngữ tăng tập thiện nhân bạn hòa hiền minh bất hiếu phụ mộng khinh mạc sư trưởng bằng hữu vô tính đang đắc thành thật tôn quý tự đại vị kỵ hữu đạo hoành hành uy thế xâm dịch ưu nhân dục nhân quý kính bất tự tàn cụ nan cả hàng hóa thường hoài kiêu mạng. Thọ mạng chung tận chư ác diệu quy hộ kỳ danh tịch ký tại thần minh ương cụ khiên nhận vô tùng xả ly đạt đắc tiền hành nhập ưu hoại hoạch thân tâm tội toái thần hình khổ cực đương tư chi thời hối phục hạt cặp kỳ ngũ dạ thế gian nhân dân tị hệ dạy đại bất cảnh tác thiền trị thân tu nghiệp phụ mẫu giáo hối vi lệ phản nghịch. Phẫn tử du tán đang tụ thị mị lộ hộ đệ đồng bất thức nhân tình vô nghĩa vô lệ bất khả gián hiệu. Tư dụng hữu vương bất năng ưu niệm bất duy phụ mẫu chi ân bất tồn sư hữu chi nghĩa thân khẩu bất tính chư Phật kinh pháp bất tính phân thử tiền ác dục hại chân nhân ngũ si môn muội tự vi trí hoài bất tri sanh sợ tùng lai tự sợ thủ hướng bất nhân bất phận từ tâm giáo hóa nhi bất khẳng tính khổ khẩu dự ngữ vô ích kỳ nhân tâm trung bế tắc ý bất khai dạ đài màn tương chung hối cụ giao trí bất dự tu thiệt lâm thời nại hối hối chi ưu hậu tương hà cập hồ thiên địa chi gian.
善恶报应祸福相承。等等等机波对待下天将恒天同来入来同门入门来将恒来同火入火同门入门对等机下六佛机你教你开题。Chánh từ bất hữu ác đạo bất tuyệt như thị thế nhân năng khả cụ tận cố hữu tự nhiên tâm đồ vô lượng khổ não chuyển chuyển kỳ trung thế thế lụy kiếp vô hữu xuất kỳ năng đắc giải thoát thống bất khả ngôn như thị ngụ ác ngụ thống ngụ thi thí như đại hỏa. Đoạn thân chánh niệm ngôn hạnh tương phó sở tác chí thành độc tác chư thiền bất vi chúng mát thân độc độ thoát hoạch kỳ phước đức khả đắc trường thọ nê hoàng chi đạo thị vi ngũ đại thiền giả trùng trùng hối miệng đệ tam thập lục phật cáo di lạc ngôn ngữ nhữ đạt như thị ngũ ác ngũ thống ngũ thiêu chuyện chuyện tương sanh cảm hữu phạm thử hoạch kỳ tự sanh bất đắc thì chúng kiến chi hoặc ưu thọ chung nhập tam ác đạo dầu thống khúc độc tự tương tiêu nhiên hoạn kỳ oán gia cánh tương sát tương tùng tiểu vi khởi thành đại khốn kịch gia do tham trước tài sắc bất khẳng thí huệ chi dục sở bách hậu kỹ tranh lời phú quý vinh hoa đương thời quá ý bất năng nhẫn nhục bất vụ tu thiện uy thế vô kỵ tùy dĩ ma diệt đương nhập kỳ trung bộ kim hữu thị thống tai cả thương nhữ đẳng đắc phật kính ngữ thục tư di chi các tự răng thụ chung thân bất đại tôn thánh kính thiện nhân từ bác ái đương cầu độ thế bạc đại sanh tự chúng bác chi bổn san thủ yêu phụ phụ thông chư đạo rô thảo rô san chuyển thờ di y tăng tự toan sinh tăng tự toan sinh ở mô khẩu vị giải đương tự đoan thân tâm tịnh khiến giữ thiện tương ưng vật tùy thị dục bất phạm chư ác thượng hành đương chuyên động tác chiếm thị an định từ vi thác từ tận hối vị chi bất đế phong kỳ công phu như bận đắc bạo đệ tam thập thất vô hào phát chi ác ư thử tu thiện thập nhật thập già thắng ư tha phương hiu phật quốc trung vi thiện thiên tuệ sợ dị giả hạ tha phương phật quốc phước đức tự nhiên vi thử thế gian thiện thiệu ác ca khổ tâm hối dụ thọ giữ kinh pháp tất trì tứ chi tất phụng hành chi tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu hòa thuận nghĩa lý hoan lạc từ hiếu sở tác như phạm tắc từ hối quá khử ác tụ thiện triêu văn tịch cải phụng trì kinh giới như bần đắc bạo cải bạn tu lai sái tâm dịch thành tự nhiên sở sở hành thứ quốc ấp khâu tự mị bất môn hóa thiên hạ hòa thuận nhật quyệt thanh minh phong vụ dị thời tai lệ bất khởi quốc phong quân an quốc vô đạo tạp vô hữu oai nguồn cường bất lăng nhược các đắc kỳ sở ngã ai nhữ đặng thầm ư phụ mộ niệm tự ngã ư tự thế tác phật dị thiện công mát bạc sanh tự chi khổ linh hoạt ngũ đức thân vô vi chi an ngô bác nê hoàng kính đạo tiệm diệt phục vi chủ mát ngũ thiêu ngũ thống cụ hậu chuyển kịch nhữ đặng chuyển tương giáo giới như phật kinh pháp vô đắc phạm già di lặc bồ tát hiệp trưởng mạch ngôn thế nhân ác khổ như thị phật giai tự ai tất độ thoát chi thọ phật trùng hối bất cạn vi thất nhược tào dục kiến vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác cập chư bồ tát a la hán đặng sở cư quốc độ ưng khởi tây hướng đương nhập một sứ cung kính đảnh lệ xưng niệm nam mô a di đà phật a nan tức tùng tòa khởi A Di Đà Phật cũng dường phụng sự chủng chư thiện căn đảnh lễ chi gian hốt kiến A Di Đà Phật dung nhan quảng đại sắc tướng ban nghiêm như huỳnh kim sơn sao xuất nhất thiết chư thế giới thượng A Di Đà Phật chủng chủng công đức vô ngại vô đoạn A Nan bạch ngôn bị Phật tịnh sát tất bị tầng hữu ngã diệt nguyện nhà sanh lưu bị độ thế tôn cáo ngôn kỳ trung sanh dạ dĩ tầng cúng dường ấn đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng tác thị ngữ thời A Di Đà Phật tất ưu trưởng trung phóng vô lượng quang phổ chiếu thời chư Phật quốc gia tất minh hiện như sự nhất tầm dị A Di Đà Phật thù thắng quang minh cực thanh tịnh có ưu thượng thế giới sở hữu hắc sơn tiết sơn kim can thiết vi đại tiểu chư sơn gian hà đồng lâm thiên nhân cung điện nhất thiết cảnh giới vô bất chiếu kiến tất đại khai tịch do như kiếp thủy dưới mạng thế giới kỳ trung vạn vật trầm một bất hiện hoảng dạng hào hoạt duy kiến đại thủy bị Phật quang minh tất giới ẩn tế duy kiến Phật quang minh diệu hiện hết thử hội tứ chúng thiên long bát bộ nhân phi nhân đặng giai kiến cực lạc thế giới chủng chủng trang nghiêm A Di Đà Phật ưu bị cao tòa uy đức nguyên nguy thịnh văn bồ tát vi diệu cung kính thí như tư di sơn vô số ư hại diện minh hiền chiếu diệu thanh tịnh bình chánh vô hộ tập uế cập dị hình loại duy thị chúng bảo trang nghiêm thánh hiền cộng trụ a nan cập chư bồ tát chúng đặng giai đại hoan hỷ dũng dược tác lễ chư thiên nhân nhân nhị chí nguyên phi nhiễm động độ tư quan nhà sở hữu tật khổ mạc bất hưu trị tất thiết ưu nạn mạc bất giải thoát tất giai từ tâm tác thị
thì hoan hỷ khoái lạc. Không hầu nhạc khí bất cỡ tự nhiên giai tác vụ âm chư vật quốc trung chư thiên nhân dân các trì hoa hương lai hư hư không tán tác cúng dường nhĩ thời Phật là thế giới quá ư tây phương bá thiên công chi na do ta quốc chỉ Phật uy lực như đối một tiền như tịnh thiên nhạc quán nhất tầm địa. Tốc độ ta bà thế giới Thích Ca Như Lai cập tỳ khê chúng vi diệu thuyết pháp từ thị Phật kiến đệ tam thập cụ nhĩ thời Phật cáo A Nan cập từ thị Bồ Tát nhữ kiến cực lạc thế giới cung điện lâu cát tuyền trì lâm thụ phụ túc vi diệu thanh tịnh trang nghiêm phủ. Thiên Như Thiên Chú Thiên Sang Sư Sơ Chú Thiên Thiên Như Chú Giang Hoa Biên Phổ Sa Phổ A Nan Tuy Yue Vế Rán Nhị Thiên Rủ Vấn A Mi Thố Phổ Ta Hình Xuyên Phụ Y Chê Sư Chê Hoa Trung Sân Phổ A Nan Đối Viết Dị Nhiên Dị Văn Phổ Yến Rủ Thiên Phỉ Quố Tinh Xính Sư Trung Chú Sự Hư Không Cung Điện Tùy Thân Vô Sở Chứng Ngại Biến Chí Thập Phương Cúng Dường Chư Phật Phụ Cập Kiếm Bị Đặng Niệm Phật Tương Tục Phụ Phục Phụ Chúng Điệu Trụ Hư Không Nhớ Sốc Trụng Trụng Âm Nhữ Tất Kiến Phật Từ Thị Bạch Ngôn Như Phật Sở Thế Nhất Nhất Giai Kiến Bị quốc nhân dân hữu thai sanh dạ nhiều phục kiến phụng chi lạc bạch ngôn giấy tô ngạc kiến cực lạc thế giới nhân trụ thai dạ như dạ ma thiên sự ư cung đề hữu kiến chúng sanh lưu liên hoa nội kiếp già phu tòa tự nhiên hóa sanh hạ nhân kiến cố bị quốc nhân dân hữu thai sanh dạ hữu hóa sanh dạ biên đệ nghi thành đệ tứ thập Phật cáo từ thệ nhược hữu chúng sanh dị nghi hoặc tâm tu chưa công đức bất liệu Phật trí bất tư nghị trí bất khả xưng trí đại thừa quản trí vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí ưu thự chi trí nghi hoặc bất tính do tính tội phước tu tập thiện bộ nguyện sanh kỳ quốc ở tự thiện căn bất căn sanh tịnh cố ưu vạn sanh thanh tịnh Phật quốc ý chí do dự vô sở chiến cứ nhiên do tục niệm bất tuyệt tích kỳ thiện nguyện vi bộ tục đắc vạn sanh thị chư nhân đặng nhị thự nhân nghi duy sanh bị quốc bất năng tiền trí vô lượng thọ sở đạo trị Phật quốc giới biên thất bạo hành trung Phật bất sử nhị thân hành sở tác tự nhiên họ thân ẩm thật khoái lạc như đao lệnh thiên ưu kỳ thành trung bất năng đắc xuất sở cư sát thạch tại địa bất năng tùy ý cao đại ưu ngụ bá tuế thường bất kiến Phật bất văn kinh pháp bất kiến Bồ Tát thanh văn thánh chúng kỳ nhân trí hoài bất văn tri kinh phục thiểu ý bất hoan lạc thì có ưu bị vị chi thai sanh nhiều phụ chúng sanh minh tinh Phật trí đại trí thắng trí đoạn trừ nghi hoặc tính kỳ thiện căn tất chư công đức trí tâm hồi hướng gia ưu thất bào hoa trung tự nhiên hóa sanh và phú nghi tuệ tu du chi hoặc tương tương quang minh trí hoài công đức như chư Bồ Tát kỳ thai sanh giả trụ bá tí trung bất kiếm tam bảo bất trí Bồ Tát pháp thức bất đắc tu tập công đức vô như phụng sự vô lượng thọ Phật đương tri thử nhân túc thế chi thời vô hữu trí hoài nghi hoặc sở trí hoặc tầng kiến Phật ở thất bảo một vương tự đắc tội cấm bế kỳ trung tặng lâu ỷ điện bảo trứng kim sàng lan sông thấp tòa diệu sức kỳ trân ẩm thật y phục như chuyện luân vương nghi dị kim tọa chữ tỳ vương tự ninh lạc thử phụ từ thì bạch ngôn bất giả thế tôn mỹ ưu trọc thời tâm bất tự tại đạn dị chủng chủng phương tiện thử chư chúng sanh diệt phục như thầy nhược hữu đại ư nghi hối hy cầu Phật trí chí quảng đại trí ưu tự thiện căn bất năng sanh tính do ban Phật thanh đắc bức ba thai do như viên nguyện cung điện chi tượng hà dị có bị trung thanh tịnh vô chư uế ác nghi ngư ngụ bá thế trung bất kiến tam bà bất đắc cúng dường phụng sự chư Phật viễn ly nhất thiết thù thắng thiện căn nhị thử vi khổ bất sanh hơn lạc nhiều thử chúng thanh thẩm tự hỏi trách cầu ly bị xứ bản tích thế trung quá thất tận dị nhiên hậu nại xuất niết chấm thỉnh văn kinh pháp của cụ diệt đương khai dạ hoa nguyện diệt tắc biến cúng vô số vô lượng chư Phật tu chư công đức nhữ a nhật đa đơn tri nghi hoặc ở chư Bồ Tát vi đại tổng hoài vi thất đại lời thì có ưng đương minh tính chư Phật vô thượng trí hoại từ thị bạch ngôn vân hà thử giới nhất loại chúng sanh tuy diệt tu thiện nhi bất cầu sanh từ thị bạch ngôn thử đặng chúng sanh ư vọng phân biệt bất cầu Phật sát và miệng luân hồi Phật ngôn bị đặng thở chủng thiện căn bất năng ly tướng bất cầu Phật huệ thâm trước thế dạng nhân gian phước báo tuy phục tư phước cầu nhân thiên quả đắc báo chi thời nhất thiết phong túc nhi vị thế tự nam nữ biến thuộc dục tương cứu miệng đà tứ nghiệp quân nghịch năng xả ly thần sử luân hồi nhi bất tự tài nhự kiến ngôn si chi nhân bất dụng thiện căn đặng dị thế trí thông biện vâng ngài xuất ly danh tự đại nạn nhược tác đại phước điền thủ tướng phân biệt tình dốc tâm trọng cầu xuất luân hồi chung bất năng đắc nhược dị vô tướng trí hoại thực chúng đức bọn thân tâm thanh tịnh viễn ly phân biệt cầu sanh tịnh sát thú Phật Bồ Đề đương sanh Phật sát vĩnh đắc giải thoát Bồ Tát vạn sanh đệ tứ thập nhị cập chư Phật sát bất thoái Bồ Tát đương sanh cực lạc quốc giả kỳ số kỷ hà Phật cáo di lặc ưu thự thế giới
Dĩ Tần cúng dường vô số chư Phật thực chúng đốc bọn đương sanh kỳ quốc chư tiểu hành Bồ Tát. Đương vạn sanh già bất khả xưng kế. Diệu Phục như thể tùng viện chiếu Phật sát hữu thập bát cô chi na do ta Bồ Tát ma ha tái sanh bị quốc độ đông bắc phương bảo tàng Phật sát hữu phụ thập ớt bất thoái Bồ Tát đương sanh bị quốc tùng vô lượng âm Phật sát quang minh Phật sát long thiên Phật sát thắng lực Phật sát. Nhân vương Phật sát hoa tràng Phật sát bất thoái Bồ Tát đương vạn sanh già hoặc thấu Phật bá ớt hoặc số bá thiên ớt đại trí vạn ớt. Giải bất thối trạng trí hoại dũng mạnh dĩ tàng cũng dự vô lượng chư Phật cụ đại tinh tấn phát thối nhất thừa ưu thấp nhật chung nhất năng nhất thụ bá thiên ức kiếp đại sĩ sở tu kiên cố chi pháp tư đặng Bồ Tát giai đương bản sanh kỳ đệ tập tam Phật nhanh biết vô ý bị hồn thất bát cụ tập ức đại Bồ Tát chúng chư tiểu Bồ Tát cập tỳ kheo đặng bất khả sinh kế giai đương bản sanh. Đặng thuyết kỳ danh cùng kiếp bất cận phi thị tiểu thừa đệ tứ thập tam. Thiền hoạch lợi ích dường hộ thiện nam tự thiện nữ nhân đắc văn a mi đà Phật danh hiệu năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm quy y chiêm nghệ. Đương tri tự nhân vi đắc đại lợi đương hoạch như thường sở thuyết công đức tâm vô hạ liệt diệt bất công cao thành tựu thiện căn tất giai tăng thượng đương tri tự nhân vi thị tiểu thừa ư ngạ pháp trung đắc văn. Thì có cáo nhự thiên nhân thế gian a tu la đặng ưng đương ái nhạo tu tập sanh hy hữu tâm ư thử kinh trung sanh đạo sư tưởng. Nhiếp thọ thù thắng Phật sát viên mạng công đức giả đương khởi tinh tấn thính thọ pháp vô vị cầu pháp cố bất sanh thoái khóc xỉm mì chi tâm thiết nhập đại hòa bất ưng nghi hối hà dị cố bị vô lượng ức chư Bồ Tát đặng giai tất cầu thử vi diệu pháp môn. Ta hữu Bồ Tát dục văn thử kinh nhi bất năng đắc thì có nhữ đặng ưng cầu thử pháp hậu bồ đề ký đệ tứ thập tứ nhữ ưu lai thế nạn chỉ chánh pháp diệu thời đương hộ chúng sanh. Do bị Như Lai gia uy lực cố năng các như thị quảng đại pháp môn nhiếp thụ thọ trì gương hoạch quảng đại nhất thiết trí trí ưu bị pháp trung phạng đại thánh dạy hoặc đại hoan hỷ quảng vị tha thuyết thường nhận tu hành. Cập tiền nữ nhân năng ưu thị pháp dụng dĩ cầu hiện cầu đương cầu giả gia hoạch thiện lợi giữ đặng ân đương an trụ vô nghi chủng chư thiện bọn ân thần tu tập. A dật đa như thị đẳng loại đại uy đức giả năng sanh Phật pháp quảng đại dị môn do ưu thự pháp bất thính tâm cố. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề nhược hộ chúng sanh ưu thự kinh điển thư tạ cúng dường thọ trì độc tụng ưu tu du khoảnh vị tha diện thế khuyến linh tính văn bất sanh ưu nạn nại trí chú giải tư duy bị sát cập Phật công đức ưu vô thượng đạo chung bất hóa chuyện bị nhân lâm chung. Diệp năng siêu quá sanh bị quốc độ thị nhân dĩ tàn trị quá khứ Phật thọ bồ đề ký nhất thiết Như Lai đồng sở xưng tán thì có ưng đương chi tâm kính thọ trì tụng thiết hành độc lưu thử kinh đệ tứ thập ngộ ngô kim vị chư chúng sanh thiết thử kinh pháp lính kiến vô lượng thọ Phật cập kỳ quốc độ nhất thiết sở hữu vô đắc dĩ ngã diệt độ chi hầu phục sanh nghi hoặc đương lai chi thế kính đạo diệt tần ngã dĩ từ bi ai mận đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá thế kỳ hộ chúng sanh trị tư kinh và tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ Như Lai hưng thế đang trị đang kiến chư Phật. Văn pháp năng hành nữ diệt vi đang nhược văn dương kinh tính nhà thọ trì đang trung chi năng vô bá thử năng nhược hộ chúng sanh bác văn vật tâm tự tâm thanh tịnh dũng dược hoan nghị y ma vi khởi hoặc là xuất giả gia do tiền thế tầng tác Phật đạo cố phi phạm nhân nhược văn Phật hiệu âm trung hộ nghi ưu Phật kinh ngự đô vô sở tính. Thậm thâm chi pháp cặp ba la mật đẳng Bồ Tát chi pháp phi diệt khả ngộ năng thuyết pháp nhân diệt năng khai thị kiên cố tâm tính thời diệt năng tao ngã kim như lý tuyên thuyết như thị quảng đại vi diệt pháp môn nhất thiết chư Phật chi sở sinh tán. Thì chư hữu tình trường dạy lời ích mạc lên chúng sanh luân đoạn hữu thú bị thọ nguy khổ ân cần tu hành tùy thuận ngã giáo đương hiếu ưu Phật thường niệm sư ân đương lên thị pháp. Thường niệm mất tuyệt tắc đắc đạo tiệp ngã pháp như thị đắc như thị tuyệt Như Lai sở hành diệt ơn tùy hành chủng tu phước thiện cầu sanh tịnh sát phước huệ thị văn đệ tứ thập thất. Dĩ tầng cúng dường chư Như Lai tất năng hoan hỷ tính thử sự ác kiêu dạy đại cập tà kỹ năng tính Như Lai vi diệu pháp thí như minh nhân hành sự ám bất năng thay đạo ưu tha lộ di tầng ưu Phật thực chúng thiện cứu thế chi hạnh phương năng tu văn dị thọ trì cập thư tạ độc tụng tán diện tịnh cúng dường như thị nhất tâm cầu tịnh phương.
乐国家使大佛满三千。陀佛威德宗南修修来当管机会华裔奉有佛乃南基真方恶基督佛之等给腾乐满南瞻修来功德佛土之一后才多南该对应当南瞻佛南基真怀邦邦南中南有修好腾中南佛。ứng tấn nhà giáo như thập ngôn như thời diệu pháp hoàng thánh ban ứng thường niệm phật di sanh thời thọ trì quảng độ sanh tự lưu phật thuyết thử nhân chân thiện hộ văn kinh hoạt ích. 44:14 Viễn ly trần cấu đắc pháp nhẫn tình nhị thập ức chúng sanh đắc a na hàm quả lục thiên bát bát. Tâm đắc giải thoát tứ thập ức Bồ Tát ưu vô thượng Bồ Đề trụ bất thoái chuyện nhĩ hoàng thể công đức như tự trang nghiêm nhị thập ngũ ức chúng sanh đắc bất thoái nhận ứng hoàng ức na do na bá thiên chúng sanh ưu vô thượng Bồ Đề bị tầng pháp ý kim thị sơ pháp. Kiến A Mi Đà Phật giai đương vạn sanh vị Như Lai độ các ưu diệt phương thứ đề thành Phật đồng danh diệu ông Như Lai hữu phụ hợp phương Phật sát hiệu thiện hình sanh thập vị lai sanh kiến A Mi Đà Phật và các phụ bác. Thành vô thượng Bồ Đề bị chư hữu tình giai thị A Mi Đà Phật tốt nguyện nhân duyên câu đắc vạn sanh cực lạc thế giới nhĩ thời tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chứng đoạn tình hiện chủng chủng hy hữu thần biến phổ chiếu thập phương phụ hữu chư thiên ưu hư không trung tác diệu âm nhạc. Tôn giả A Nan Di Lặc Bồ Tát cập chư Bồ Tát thanh văn nhất thiết đại chúng văn Phật sở thuyết gia đại hoan hỷ tính thọ phụng hành Phật thuyết đại thừa ô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Nam mô A Di Đà Phật Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Ni Ya Ta A Di Đà Đồ Bà Tề A Di Đà Tất Nam Bà Tề A Di Đà Tịch Ca Lan Đa A Di Đà Tịch Ca Lan Đa Ya A Di Đà Ca Na Tư Tô Ca Tịch Ca Bồ Tát Nam mô A Di Đà Phật Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Ni Ya Ta A Di Đà Đồ Bà Tề A Di Đà Tịch Ca Lan Đa A Di Đà Tịch Ca Lan Đa Ya A Di Đà Tịch Ca Lan Đa Ya A Di Đà Ca Na Tư Tô Ca Tịch Ca Bồ Tát Nam mô A Di Đà Phật Ya Đa Tha Ya Đa Ya Đa Ni Ya Ta A Di Đà Bà Tề phụng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc vạn vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thoái Bồ Tát vi bạc lữ. Nguyện dị thự công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thường báo tứ trọng ân, hà tế tam đồ khổ. Nhược hữu kiến văn giả, tất phát Bồ Đề tâm. Tận thự nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện dị thự công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đặng dự chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo, hòa nam thánh chúng. À.
A Di Đà Phật. Ni Đà Phật. A Di Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Di Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Di Đà Phật.